ổ ngay đó coi bỏ im hơn. Lót ổ hàng ngay đây còn im hơn. Ai đâu xa xa gì hôm nay. Trời người ta lên. Bữa nay ra khu đồng diệu Đức nha các bạn. À, một năm lại chơi qua thì bây giờ lại tới mùa diệu các bạn. Thì giờ mình ra đồng diệu nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem diều rất là nhiều. Mình cũng có đem diều theo thả nữa. Rồi giờ mấy bạn cùng theo mình thả diều nha. Ok. Các bạn bữa nay ra khu đồng diệu Đức nha các bạn. À, một năm lại chơi qua thì bây giờ lại tới mùa diệu các bạn. Thì giờ mình ra đồng diều nữa bạn. Đó, giờ mình sẽ quay cho các bạn xem diều rất là nhiều. Mình cũng có đem diều theo thả nữa. Rồi giờ mấy bạn cùng theo mình thả diều nha. Ok. Đây. Cô tí xuống dưới trước. Đó có mớ nè. Bên đây mớ nè các bạn. Đó. Thả khá là nhiều luôn á. Rất là đông nha. Đó. Nhóc luôn rồi thấy không? Mình hướng bên đây nữa nè. Phường rồi giờ mình đi xuống dưới đó thả nha bạn. Gió hơi ít này chắc vừa bự anh nổi vừa vừa bự anh nổi vừa nhỏ không lên nổi quá. Ơi, một em. Lót ổ ngay đó coi bỏ im hơn. Lót ổ hàng ngay đây còn im hơn. Ai đâu xa xa gì hôm nay. Trời người ta lên cao hết rồi. Chị, nhìn chỗ xe em coi em có rút chìa khóa chưa vậy? Ủa chìa khóa đâu ta? Gọn không thấy gì ta? Không thấy. Ở đây nè. Thank you.
lũa, giờ này container chạy rồi các bạn. Giờ container Mega Lan. Chắc container chạy cho đi. Ở bên đó cũng có một phượng hoàng giống con này nè. Biết lên nổi không ạ? À? giống như con nãy á, con mà thòng qua lộ á. Ủa nằm biết qua lâu luôn á. Mấy bạn ơi, nó con màu cam của mình nó cứ vững vững nè, dây nó dùng luôn nè, nó mạnh hơn rồi nè, nó căng dây hơn rồi nè, thả nhiều anh được rồi nè đó. Mình chơi cuồng này hơi bị bự luôn á bạn. Cuồng này hơi bị bự luôn á nha, đó thả hết cuồng này không mà thu lại cũng hơi bị đuối luôn á nha. Thấy không? Rồi bên kia nè mấy bạn, bên kia người ta thả kìa, bành luôn kìa. Đó. Hướng này giờ này còn mấy con rồi, hướng này còn chút. Đường này container chạy dốc luôn á bạn, xe bồn nữa nè. Gắn nước nhóc luôn nha. Gấu trúc nó bay đầm quá. Bên kia còn bãi nữa kìa. Phía đó cũng rất là đông nha. Khu Thái Diều Vũ Nguyễn 1-2. Ghê không? Ghê chưa? Thả diều mà ngồi ở đây vậy thì sao thả các bạn? Ngồi ngoài vậy nè mới thả được nè. Giờ này sụp tối rồi. Giờ này 6 giờ mấy rồi. Khá tối rồi các bạn. Em rút. Thấy người mà hết thấy nhiều rồi. Đây đang làm đường xuống kìa.
Diều xuống rồi, diều mình xuống rồi kìa. Rồi mình cùng nhìn lại con đường Thái Diều ngoài nữa. Rồi bạn nào mà chưa có được ra thì mấy bạn tranh thủ ra tham gia thả diều vào những buổi chiều rảnh rỗi nha. Rồi cảm ơn mấy bạn đã xem video. Bạn thấy video mà đi thả diều thấy cực không? Đi thả diều mà không có gió vậy đó. Rồi hy vọng mấy bạn đi thì mấy bạn sẽ có gió để thả nha. Rồi các bạn, hẹn mấy bạn trong những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.